Gì đấy, gì đấy, gì đấy? Ảo game kìa, ảo game kìa, ảo game kìa. Lật keo kìa. Lật keo kìa. Chạy nữa đi bạn ơi. Chạy nữa đi. Lật keo. Úi dồi ôi, chơi game kìa. Hay chưa lật keo được đấy. Lấy được cái đường siêu tốc không nhỉ? Không được ôi. Không được rồi. Còn ngắn nữa. Xin đấy. Vũ Thành Lộc, Ngọc nói là kèo Lộc cứ nghĩ về câu nói của thầy thôi cây 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 cây. Thế Lộc bị ám hồ, Lộc bị ám ảnh hồ. Vai không được. Lộc bị thầy ám rồi. Ui yếu kìa, mẹ nó một máu. Vẫn chưa lật được anh em ạ. Vớ vẩn thì lại thu ngược, lấy được một đường thu cấp trên mạng kìa. AD bắn toàn hụt. Sợ thật. Your tower has been destroyed. Trần Tuấn Tú, anh Hưu kiến thức rộng trải đời nhiều vãi ra mà bảo bình thường chịu mấy ông. The gods of battle smile upon me. Đang nói là mình có đọc qua các câu của ông kia bình luận rồi, ý là kiểu like cũng bình thường rồi ấy. Không còn view cao, không còn như ngày xưa nữa, nói chung không được như cái thời huy hoàng ngày xưa nữa, ý là như thế. Còn anh Phil nói chung là cũng kiểu idol của mình mà. Ai nhỉ mọi người? Ai đánh con này chết đi. Thế Thanh, Ngọc có chồng chưa em? Gai xô, gai xô, gai xô. Ngày xưa mình cái thời 2018 á là cái thời đỉnh cao của anh Piu. Mình có xem live của anh Piu không mọi người? Chứ mình ít xem live linh tinh lắm, chỉ có xem của anh Piu với lại anh Độ. Tài khoản bị khóa, ký cái tốc biến. Tân Ngọc Việt, tặng tốc sao biến mà chả được trả lời. Nhưng mà mỗi người ta một màu sắc, một kiểu riêng. Mình không thể bì với người ta được. Đôi khi mình không thể kiểu vì những cái người ta không thích mình thay đổi. Mình sống là chính mình thôi, ai mà người ta yêu thích mình người ta vẫn yêu thích thôi. Ai người ta ghét rồi thì mình kiểu cố như nào. Triệu Quân, tốc biến là để dí ép. Chả dí sao trời. Phải dí nó tận nhà. Qua đây đi à. Đi ôi, chịu luôn. Ok không? Ao nhây được một thằng. Lê Bảo Dương, lại đạo lý và cóc ơi lo đánh đi. Đạo lý gì đâu, đây là nói chuyện với mọi người thôi. Sao mà sống được? Sao mà sống được? Ghê đấy. Bây giờ mới thấy Đông chơi hay thôi, từ đầu đến giờ luôn á. Từ hôm qua đến giờ luôn á. Linh Ánh, giờ chỉ có hiện thực và tương lai thôi, chỉ còn quá khứ thì bỏ qua cây cây cây. Bây giờ mới thấy đánh được hay một trận luôn á, nể luôn. Talk show đêm khuya. Tôi không quen chửi bậy đi gặp. Ôi trời. Ăn tục nó láo nó quen rồi mọi người. Nhưng mà mình trên live mình như thế thôi, ngoài đời mình sống kiểu khép kín lắm mọi người ạ. Không có như trên live đâu. Chơi game xuyên đêm chạy cướp đi à? Đang chạy chỉ tiêu người thường là mình ít tiếp xúc với người ngoài lắm. Không có hay gọi là đi chơi giao lưu các thứ, mình ở cả năm trong nhà mình có bao giờ ra đường đâu. Bà nào
Đấy đúng đó, mỗi người đều có phong cách khác nhau nên không so sánh người này người kia. Vũ Thành Lộc, Ngọc ngoài đời lại ít nói à? Nhưng mà họ cũng phải trải qua được mới thành công. Không, ngoài đời mình cũng nói nhiều nhưng mà ý là mình chỉ nói với những cái đối tượng mà kiểu mình thân thôi, mọi người mình kiểu người ta cũng mở lòng với mình thì Ân mình Ngọc mới mở Kiệt, lòng với người đi ta. chào C. Chứ còn không ví dụ ai mà gặp mình mà cứ im im là mình cũng không bắt chuyện đâu. Mô Việt, con người nội tâm. Slot bạn ơi. Hay cả nội tâm nữa. Tha đi, tha đi. Chọn đại đi. Giả vờ lâu lâu nguy thể hiện nguy hiểm đúng không các bạn? Vũ Y Ninh Ánh, Ngọc Nhát Trai cây cây cây. Ngọc Nhát Trai. Mình ở trong nhà lâu lắm rồi mình không đi đâu chơi luôn á, kiểu không ai rủ mình đi chơi luôn á mọi người. Mà mình cũng không quen ai để người ta rủ mình đi cơ. Thề. Cả năm nay rồi. Chỉ có ở trong nhà, nói chung là thi thoảng để đi ra ngoài gội đầu, đi lại là Đông Chợ à, Ngọc Chợ Vịt đi cây cây cây. Hai ngày đi ra ngoài đi gội đầu một lần. Cách một ngày đi gội đầu một lần xong mà bắt đầu như nào nhỉ? Vài hôm thì đi mua trà sữa hoặc là cần gọi ship đến nhà. Thế thôi. Tôi mua một cái bộ bikini từ năm ngoái, cái bộ đấy là năm ngoái là hot ở bên Trung Quốc ấy, mua cái bộ Phạm bikini Tê Duyệt, mà nó hay nghỉ mưu chơi hay quá. Nó kiểu nó bò gen các thứ ấy đấy, mua bikini để đi biển từ mùa hè năm ngoái đến hết mùa hè năm nay vẫn chưa được đi biển. Ảo thật đấy. Vì bị chơi hay quá cũng bình thường thôi. Bình thường thôi. Nếu mà mình nào áp ở vai kìa. Không dễ nhai đâu. Vương Viên, Giang Tính đi ngủ mà tự nhiên thấy đồi núi trắng quá tỉnh cả ngủ luôn. Làm người đi. Ba giờ sáng rồi, cú lai được 5 tiếng rồi đấy anh em. Cố cho 6 tiếng đi nhở. Cố cho 6 tiếng đi Lê là Bảo trăm Dương, giờ. Thường hoi, lè lưỡi liếm kem. Đồng lại sao bạn, người ta nói trêu thế lại sao bạn nữa. Đấy, bây giờ sự tự kỷ của con người livestream. Nói trên live nó nhiều như thế, ngoài đời bình thường có nói được cả ngày không nói, tại vì cũng không có ai để nói cùng cơ. Anh em nghe tôi nói chắc đây là sự tự kỷ của một con người livestream xuyên sáng rồi. Mình sống kiểu mình ở đây nửa năm rồi nhưng mà có bao giờ kiểu giao lưu với mọi người ở ngoài đâu. Hàng xóm chưa nói chuyện cùng bao giờ. Ai nghe nó cứ bị tụt ra. Nghe vớ bẩn à. Nể luôn. Trần Tuấn Tú, bà có bao giờ open fan để gặp lần nào chưa, những ai yêu mến với hâm mộ bà ấy? Chưa, tại vì là mới like mà. Mới like được có mấy tháng. Mình không nghĩ là mình có fan đâu mọi người. Chưa bao giờ nghĩ là bản thân kiểu có fan các thứ. Ôi ôi. Ôi trời ơi, Xuân Thi Hồ, tăng đồng Ngọc Thư Kỳ. Cay thế nhỉ. Nhớ ấn chiều trước. Đúng như con người tự kỷ luôn à. À soạn giày. Đến cái giày giày kháng này. Giày kháng này. Vũ Y Ninh Ánh, chị often nhớ alo em đến chơi nha, em đang làm CTI ở phố nối Hưng Yên này, hi hi. Điều. Hôm trước thì mới nói Hòa Bình, hôm nay phố nối Hưng Yên, điều vậy. An ally has been defeated.
Our Slayer Lane tower is under attack. Dragon and Slayer. An enemy has been defeated. Ngô Việt, bà ở trong thành phố luôn hả? Đâu có đâu. Ở quê thôi. Ui, yếu hết trơn, yếu hết trơn. Làm việc đi. Trần Tuấn Tú, kiểu như ngày nào đó đến sinh nhật hay là đi sự kiện gì đấy kiểu gì sẽ có. Người yêu thích mình biết đến game này chẳng hạn à. Chắc là... mình nghĩ chắc là sinh nhật. Để đến tháng 10 này sinh nhật, thử tổ chức họp như là người ta xem nào có ai đi không. Sợ không ai đi thôi. Lý Thị Đào, hello. Sợ Lý Thị Đào nhá. Cứu tôi, cứu tao đi. Ừ. Đau cả tim. Tiến công. Tiến công. Nguyễn Thế, Ngọc Chim To hôm nay chơi Vera nữa. Ô kìa. Chơi con này chất chơi lắm đấy. Đừng có đùa. Our Dragon Lane tower is under attack. Đâu rồi? Chạy rồi. Thằng này chạy nhanh đấy nhở, thề luôn đấy. Xuống 3 lần rồi không ăn được ạ. Con này con phải tủ đấy. Như ý Linh Ánh, yên tâm có mỗi em đến chung vui sinh nhật chị cây cây cây. Sợ mọi người không đi thôi. The Iron Defense Line has quê đấy. Send in the ballista. À, mình không nghĩ là có người yêu quý mình đâu. Ui, tật nguyền. Kéo lát tật nguyền. Quang Vinh Phàm, bạn Ngọc không gánh anh thất hùng GoPro nữa à? Không. Anh Hùng có rủ chơi đâu mà. Với đa con trai người ta phải rủ mình mới chơi, không rủ mình đề nghị chơi, rủ chơi quê lắm mọi người. Thầy kiểu mình hay giữ giá ấy. Nhiều khi không phải nên nói anh Hùng đâu, nói đến vấn đề khác kiểu nhiều khi. Vũ Y Linh Ánh, quê gì chị ai quý thì họ đến, còn không thì chúc qua internet vẫn ok mà chị. Nhưng kiểu không, nó nói vấn đề kia kiểu nhiều khi mình thích ai ấy. Mình kiểu thích lắm ở đấy nhưng mà kiểu tao vẫn tỏ ra vẻ oai cơ. Đấy kiểu thế. Chứ không phải là mình thích anh Hùng nhá mọi người. Đấy là mình đang nói là mình không rủ trước thôi, chứ không phải là mình thích anh Hùng đâu. Well, ông lại bảo Vũ Dọc thích anh Hùng rủ trước. Chết rồi. Đâu rồi, ra đây cho ăn kêu coi. Bên này có lính kiểu gì nữa. Quang Vinh Phàm, gánh anh Hùng xệ hết cả tí. Xin đấy. Ghê trời. Mày đông nhờ ai chơi sao hết tao ơi. Đúng không? Đông nói thật đi. Nói thật đi, đang nhờ ai chơi chứ gì. Thôi đi. Cô chiều hay 4 giờ sáng thì nhờ ai nữa. Nhờ người ta chơi nói thật lại còn. Rồi lại nhờ nữa. Không có nhờ ai đâu. Vũ Y Linh Ánh, nói chung tầm này yêu ai thích ai nói luôn chị nhỉ, không lại hối hận trong anh của dơ. Nói chị. Đây đây chị chơi. Chị chả nói đâu. Tật. Má thằng ngủ không nó non đấy. Hay là thuê người bác bẩn đúng không? Thằng Đông thuê người bác bẩn chứ gì. Cát xe bao nhiêu? Không, em lại. Không thể dễ như thế được. Game không thể dễ như thế được, hoài nghi á. Em tiền ăn một trái phố cho bác bắn đâu. Vũ Y Linh Ánh, giả vờ làm giá hi hi ai. À, đấy là giả vờ làm giá à. Chơi, không phải giả vờ mà làm giá thật á.
Ê, cái con mẹ nó cắn trộm kia kìa.